Thảo xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hồi sáng 8 viên đi chợ nè, mua mặn nè. Cái này là 2 kg, mặn này rất là ngọt. Ngọt tất nhiên ha, mặn này ngọt phải sợ luôn mà cứng nữa. Ngon lắm luôn cô chú. Mặn này mặn Hà Nội á. Đó, 2 kg mặn. Rồi mặn này nữa nè, cái này là mặn của mình chứ lại ổi. Đó, bánh viên ngủ rồi. Ngủ ta. Quá ngon luôn. Thảo khoái ăn mặn với ăn ổi. Đó, rồi má mới thêm gọt thêm một dĩa đu đủ nè. Hôm qua là cũng gọt một dĩa rồi. Tại bữa cô Tám cho 2 trái, gọt một dĩa là 1 trái ăn hết rồi. Bữa nay trái này nó chín, má gọt luôn. Đó, trái này bự hơn trái hôm qua nữa. Thì trưa nay nhà Hảo sẽ ăn món mì lạnh. Mì lạnh với lại tteokbokki không ta? Với lại chả gì đó. Nói chung là để một xíu nữa Thảo sẽ quay lại. Tại vì bữa nay anh rể Thảo sẽ, anh Huân sẽ nấu mì lạnh cho cả nhà ăn thử. Tại vì anh chị có đem cái mì lạnh về cô chú đó. Bây giờ đang chuẩn bị để nấu. Quá trời ngon luôn. Đây còn cái này nữa nè. Cái này là nhãn tiêu. Cái này nhãn tiêu không biết mấy ký thì không biết luôn đó. Quá trời trái cây. Nhà Hảo ăn trái cây dữ lắm. Mua rổ nào là về hết rổ đó luôn á. Đây anh rể đang chuẩn bị nấu đồ ăn quá. Đó, bữa nay anh Hun sẽ làm đầu bếp. Cho anh mượn coi. Bữa nay là nấu canh chả cá. Canh chả cá. Rồi cái này là chả cá bể cô chú. Chả cá nguyên một cái bể vậy nè. Đây. Cái này là sốt. Đây phải xiên rồi nè. Lát làm canh chả cá giống như coi phim Hàn Quốc hay thấy nè. Bên đây thì đang nấu tteokbokki. Bây giờ cho sốt tteokbokki anh Hôn. Tteokbokki. Cái này là tteokbokki cô chú. Bỏ sốt vô. Một xíu nữa nấu cái này là mì lạnh. Cái này không bỏ vô cái này. Đúng rồi. Cái này là tteokbokki, lát mình bỏ bánh gạo. Còn mì lạnh là một xíu nữa nấu kiểu khác cô chú. Rồi xong lát là mình sẽ nấu canh chả cá nữa. Nhìn đẹp quá ha. Trong đây có xúc xích, có chả cá lát, chả cá bệ. Giờ bỏ cái gì vô nữa kìa, cái sốt gì nữa vô nữa kìa. Có cái này vô nó mới đẹp nè. Xuất sắc luôn. Bữa trưa nay mình ăn món Hàn. Đây là cái tteokbokki. Tteokbokki. Đó, mình sẽ bỏ vô trong đó. Bây giờ mình sẽ bỏ tteokbokki vô. Có luôn á. Tụi sống là có luôn. Đây, đầu bếp trưa nay. Cái này có bỏ mì không mày? Nó không bỏ mì đâu. Có bỏ mì không mày? Ừ, đây đi ngươi. Khi nào ăn mở cái dầu bỏ trước miền. Nói chung là 3 món đúng không? Cái tteokbokki bữa nay đầy đủ không bữa trước à? Tại bữa trước chị đâu có là để ấy rồi, chị không tự nấu. Ngon, gật gật là biết ngon rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ nấu món canh chả cá. Thì mình sẽ hầm củ cải với lại củ hành tây. Rồi có cái gói gì cá cơm hả? Bột niêm cá cơm. Này kêu canh chả cá, tiếng Hàn Quốc là gì anh Hôn? Canh chả cá. Oten. 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 Ở bên Hàn Quốc hay ăn mấy cái con cá nhỏ nhỏ như nha. Oten là những con ma chưa ra bột. Cái này là nó làm ra bột luôn rồi. Ừ, nó làm. Đây là cái tashita, cái bọt của con cá cơm á, mình nêm vô để mình làm cái món canh chả cá. Bưng ra món này trước nha. Cái này là bảy đem từ bển về hết. Nên bữa nay nấu thử cho cả nhà ăn. Giờ mình hầm cái này trước nè.
Trong đây sẽ bỏ chả cá. Ai hả chín nồi cứ cái này là chả cá hầm, chả cá cây, còn cái kia là chả cá lát. Cái này là chỉ một bát. Cái này là coi phim mùa đông nó hay đi ăn nè, phim hay đi ăn á. Nó đó, coi phim thấy ăn nhìn ngon lắm đó nha, rồi hút cái nước á, mà không biết ăn mùa sao đây. Mùa đông, mùa đông á. Mùa hè đâu cũng ăn không bằng mùa đông. Mùa đông nó hút, phải thấy không, khói lên nó hút á, nó ăn xong cái người ta cho nó cái ly hút á. Nó để sẵn, ăn có hút lợn hút. Vậy là nấu xôi lên là xong hả? Ừ. Tại chả cá này mới ăn chín. Là mình chỉ bỏ cái này là xong rồi, đâu có nêm gì đâu. Thì cái đó là vừa ăn là xong đấy. Tính ra món này mình nấu cũng dễ, không có khó. Đâu cho chỉ đâu. Thì lạc thì xíu nước mắm. Người Hàn cũng ăn nước mắm nữa hả? Có chứ. Ngoài nước mắm nó không có mùi. Vậy là cái đó ăn với mì không vậy? Cái này là tất nhiên, cái này tất nhiên ăn chơi nè, ăn không nè cũng được mà miếng. Ý là cái nãy á là ăn bắp bắp kia. Dạ đây chút bỏ hai đứa mình vô. Của Nhật mà hồi trước mình khoai tây nước tương cái ở trong đông vậy. Anh nêm vô, anh Huynh nêm vô đây một muỗng nước mắm, một muỗng nước tương nữa. Nếu mà lạc thì mình nêm, còn ai nếu mà ăn cảm thấy vừa thì đừng nêm, vậy thôi. Đơn giản. Thành khẩu vị mỗi gì. Nói chung là tùy theo khẩu vị thôi, còn ai muốn bỏ muối thì bỏ. Sao thấy ngon vậy? Ngon quá. Mình thấy vừa miệng mình là được. Một chảo luôn, nhiều lắm, bảy đem về quá trời luôn. Bên đây bảy đang lột trứng để làm cái món mì lạnh. Này. Mì lạnh là, cái này là đá nha, đá của mì lạnh á. Đá của mì lạnh. Nước súp mà trong đây có đá. Thì mình đâm mà. Cái này là nói chung là tại mình bỏ tủ đông, chứ cái này là nước súp của mì lạnh. Ủa thấy cái dòng mới làm vậy không? Đẹp, đẹp thấy sợ luôn. 24 carat. Cái này là nước súp của mì lạnh nha, tại vì mình để trong đá nên bây giờ trong đây nó còn đá, nó còn cứng luôn. Rồi bây giờ Tám bỏ dưa leo sắp lên để làm mì lạnh. Giống như mì luộc, cái bỏ đá. Mì lạnh rất là đơn giản luôn. Là cái mì mình luộc, cắt trứng bỏ lên. Xong rồi mình sắp đồ lên thôi. Trời đơn giản quá ha. Ủa là cái nước sốt hồi nãy là đổ vô mình không nấu cái gì luôn hả bạn? Không, nước lạnh rồi. Bây giờ mình sắp đồ lên xong là mình đổ cái bịch sốt nãy lên thôi. Cái bịch lạnh này nè. Đồ Hàn Quốc đơn giản quá. Tại cái này người ta nấu xong hết rồi đúng không? Trời ơi, coi đá kìa. Ăn đá luôn. Nghe khó. Phải lạnh, ăn cái mì này là phải lạnh. Em về muốn ngon rồi. Tại mình không quen á Tấm Duyên ơi. Mà chưa bao giờ em ăn món này luôn. Thì cũng chưa ăn nhưng mà chỉ ăn đá đi nghe. Tự nhiên cảm giác ngon. Cứ thử đi. Đơn giản thế. Có mè thì quan trọng cái nước ngon. Rồi, hai trứng chứ nhiều quá nó cũng phải ăn không có thẩm mỹ nè. Rồi vậy bưng cái này ra, rồi xong bưng cái này ra. Cái này là chắc mình trộn lên sóc cho mỗi chén miếng. Em thử cái miếng. Rồi xong rồi đó hả? Một chén miếng là xong. Cơm dưa để xịt với sốt. Mì lạnh. Còn gì nữa kìa? Sốt ăn với mì lạnh. Đạm đàm. Mì lạnh. Sô sư. Mì lạnh. Sau cái ăn rồi để mở. Đánh miên. Mì lạnh đánh miên. Mì lạnh tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Hàn là gì? Nang mien. Bí lạnh, đánh mien, đánh mien. Nang mien. Ờ, đánh mien. Nang mien. Ờ, đánh mien. Đánh mien. Nang mien. Có mè là một cái giò. Rồi, vậy là xong rồi đó hả? Rồi, xong rồi đúng không? Rồi, xong. Rồi, mì lạnh là như thế này nha cô chú, xong rồi. Mình nấu thử hai tô thôi. Ăn thử. Chưa bao giờ Thảo ăn món này luôn á. Đó. Mì lạnh, bữa nay đầu bếp Hàn Quốc nha. Đó, bữa nay đầu bếp Hàn Quốc nấu chuẩn luôn. Rồi, đây là canh chả cá. Tất tốt kỳ, bây giờ Tám bỏ hành, bỏ mì gói. Gói rồi hả? Bớt ở trong á, ở ngoài nó sẽ văng. Hay. Thôi, đủ rồi, bẻ hết. Rồi, bỏ vô. Một gói thôi. Một gói thôi. Từ nào nó làm, bữa trước nó làm. Em biết cũng được. Lên bỏ vô nha, đem bỏ hết thầy không quanh ngon. Rồi ok. Ủa bỏ bột vô luôn. Ôi nó bốc khói nè. Bốc khói gì cái lạnh lên nó bốc khói. Anh nhỉ. Cái mì lạnh này là bây giờ cái đá lạnh nè, nó lên cái hơi lạnh luôn nè.
ăn đi ăn đi. Thử đi. Rồi, Tư ăn thử coi. Chắc lần đầu Tư ăn thử luôn quá. Ăn cái trứng trước. Phải hút cái nước. Kêu dưa gút đồ ra. Sao ngon chị? Ngon, thấy ngon mà thấy mình lạ lạ, mình ăn thấy lạ lạ. Cái kỳ kỳ. Ờ. Giống như ăn nó lạnh không? Chị ăn nó lạnh không? Không, ăn giống như mì nước chanh. Ủa sao không lạnh? Đó có đá mà sao không lạnh? Cho làm cho bà ngoại. Mà thử không? Đó cũng là. Nói chung là mùa hè ta ăn nhiều nhưng mà nhiều khi mình không quen á. Ừ. Mình không quen mình thấy nó không quen. À. Ít thôi để nhiều khi mình ăn không quen. Ăn con muốn ăn gì ăn. Ăn gì rồi bà ngoại ăn thử à, bà ngoại lần đầu ăn thử mì lạnh luôn. Đô La cầm cái miếng nhảy nồi xuống con. Ủa đen đâu rồi? À, bà ngoại ăn thử nè. Chứ không phải không, nhưng má ăn không hết, má xách bỏ vô lại. Má ăn nhiều lắm. Má ăn nhiều lắm. Rồi bà ngoại ăn thử coi, bà ngoại ăn thử. Cái nước này là ngầm. Đi đâu hả con? Ăn cái này nha, để nó tan đá. Lại múc thì bảy múc cho người, múc cho người nhéo thử coi. Ủa hứng đâu rồi Út? Ở trong nhà. Ngồi đó đi. Con cắn rồi. Sao má được không? Được. Được hả? Nhưng mà má đâu có ăn đâu cắn. Cắt ra. Ngon cái nước ngon chị ha, cái nước đàn ngon. Nào. Mùa hè á, tất nhiên người ta thích ăn đó, tại mát á. Nó có ăn nó điểm mình. Đẹp chưa? Mùa hè là bên bản bán thì là đắt lắm. Ăn ra hồn như không bị lạnh. Tại cái cọng mì này nó dai á nên mình ăn mình phải cắt ngắn ra. À xô qua thử coi. Cái này quá dở. Chả. Thầm phức thú. Nó chả đồng loại. Tất cả đều ăn lần đầu á. Rồi vô ngồi đi. Mì nó chín. Còn có cái trái đồng loại nữa. Xô qua rồi cho cảm nhận coi. Này nha. Ừ ngồi đó, ngồi luôn đi. Ngồi nguy hiểm quá mày. Có gì đâu nguy hiểm. Chưa lắm á. Gì đâu, gió thôi chứ không có hạt. Sao? Thử mát rồi, gì cái mát duy nhất của mùa hè. Con ăn cái mì lạnh 7 múc kìa, 7 múc ăn cho biết. Múc mỗi người chén này 7 ăn cho biết vậy. Lạnh hơn. Không, cái vị ngon lắm Trúc. Cái vị ăn ngon. Rồi rồi, để mẹ sắp chỗ cho. Ờ, múc cho người chén ăn cho biết. Dành lộn. Đang hơi dành lộn. Múc ăn với chị. Này nói chị ăn gì vậy? Nè, Lula. À. Dỡ mà, không sao. Nó lạnh này là mì lạnh mà. Cái này là chả cá ăn với tương. Biết rồi, chưa giờ vừa. Ủa nhà nó cháo không hả? Su thử dai quá, con cắt ra su. Con lấy cái kéo á con. Tại cái mì này nó rất là dai. Hút vô như người Hàn vậy đó. Hút vô, hút vô. Thôi thôi, su con hút vô như người Hàn á. Hút vô. Hút phù 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 vô. Ăn xong đi là chút chục gói rồi còn nhiều lắm. Cái gì? Sao ai cũng thử trứng trước hả ta? Phải thử mì thử trứng trước chứ. Con thử cái nước với cái mì á. Nó chua chua. Đó. Rồi cái lên vô nhà. Hút lên. Cái đó là cái nó là xin đủ chưa? Còn cái này là hai túi cuối nè. Chưa phải dỡ lại chứ không. Chúng ta phải mua nhiều lắm. Mua lại gói chị chưa lại gói với lấy chắc tiền. Phải mua nhiều lắm. Có gì đâu, về chị cái thuộc cái trứng thôi với lượng mì có không, nhưng mà thấy phải có cái này mới được ha. Cái này có chứ, phải có mới ăn được. Sao Trung? Không quen, anh không quen rồi, đã không quen rồi nè. Cái này giống như trụng mì, cái bỏ vô leo có luộc trứng là chị chế cái nước thôi. Ngon à? Học Trung. Trung không quen rồi. Con thấy vị sao? Đủ chưa? Còn thì Út với Đan nè. Đủ rồi đó. Út với Đan á. Đan đâu rồi? Được, nấu thử, đừng nấu nhiều. Nấu thử thôi, đừng có nấu nhiều. Mới thôi ảnh rồi. Mì lạnh mà. Ta kêu mì lạnh mà có đá mà. Ba có ăn này chưa? Ăn đi rồi. Ăn này rồi, chua chua, ăn rồi ăn này. Ăn đi rồi, tốt bột chứ. Nó cho ổng biến kêu. Vị sao? Chua chua ngọt ngọt hả? Ăn đi rồi, tôi chưa ăn gì. Không quen á. Tại mình không quen á. Không quen, không quen. Đô la nó ăn sốt. Vậy ăn cái nóng đi. Ăn cái này đi. Đô la nó bữa nay ăn cái này là nó đang ăn cái này. Cô, tốt cái kia. Đưa mẹ con ăn đi. Ăn không? Thì không ăn mẹ, chứ thì sao rồi. Anh Huynh nó ăn theo kiểu Hàn Quốc cũng hút á. Hút nó mới ngon. Hút. Vô đen ăn luôn chị, chỗ lạnh. Ủa cái này cũng có ớt nữa hả bà? Bữa nay đầu bếp Hàn Quốc nấu nè. Anh Huynh, mẹ tia á. Thanh Kiều. Mẹ tia.
Thanh Kiều, tại bữa nay nấu ăn cảm ơn, tại bữa nay anh nấu cho cả nhà ăn món Hàn Quốc. Masisơ là gì? Ngon. Ngon. Mọi người khen ngon, cả nhà khen ngon. Còn ba ổ. Tại mình không quen. Tại mình không quen. Không quen. Tại vì lần đầu mình ăn sao quen. Đúng rồi. Ăn thường nó mới ghiền. Mắm anh đi. Bảy ăn nhiều. Hấp luôn. Cái nước là anh phải hấp luôn. Hấp luôn hả? Quay. Nước luôn. Tôi dọc rồi. Không biết. Không ngán nước thì đổ. Không ngán nước thì ăn. Khả năng của mình ăn được nhiêu được ăn. Nó bị cũng rất lợi lợi nè. Ông ngoại ông nói cái này ăn nó ngọt. Cái này ngọt. Anh đang ngọt, anh chưa ăn cái này. Nhâm đưa cho mặn. Bị lạnh, lần đầu tiên của ăn bị lạnh. Lần đầu tiên luôn á. Coi thì nhiều rồi đó, nhưng mà chưa bao giờ ăn. Chả biết ăn được hay không. Oppa. Đây là đòi phải uống, ăn uống ấy à. Sao? Mới ăn cảm giác như là ăn bún nước tương. Nhưng mà được, được, được. Con thấy ăn y chang bún nước tương nha. Giống bún nước tương. Mày lạnh. Anh Huân. Ngon. Ngon. Ngon bạn nước ở hấp miếng nước. Còn một chảo này từ Vương. Ngon bạn. Ừ thì nó vậy đó. Ngon, nên thử nha. Là đúng chuẩn. Ừ thì ngon lắm nha. Cái vị đó thì chị ăn được, nhưng mà cái bút kia này chị nát. Nó giống bún nước tương. Rồi bây giờ Thảo sẽ ăn thử chả cá nha. Cái này coi phim nhiều lắm chứ chưa bao giờ ăn thử hết á. Trong đây có nước, ăn xong mình sẽ hấp nước. Anh ba nhà phái. Ui ui. Dài dài. Thơm thơm. Thảo ăn mình không? Không bây giờ. Có nước mà. Giờ mình ăn thử cái chả này, chả cay. Chả mổ. Ngon quá. Hơi cứng hả? Mày về ra ba đi. Cái này làm riêng với lại bột cá cơm với lại nước tương nước mắm thôi. Cái nước nó ngọt vậy. Nó thơm cái mùi cá cơm. Thì cái bột cá cơm sai đó. Em thích cái chả này hơn là cái chả này, tại cái này nó mỏng. Tại để lâu nó bị bở đó. Chứ nếu mà mới thì nó không có bị bở gì đâu, là xiên vô là nó đẹp lắm. Tại để lâu rồi. Với lại bỏ ngăn đá cái lấy ra là bỏ vô lấy ra. Cái này chuẩn người Hàn nấu luôn. Su, ba món này con thử được hết không? Sushi sao? Nóng, cái này là chả cá. Su là món Hàn Quốc là su hết mà. Được. Làm được hết trơn cũng dễ. Nó lạc. À vậy hả? Không có lát. Nhưng mà cái chả dài này với cái chả lát là nó y chang nhau đúng không bạn? Nó chỉ khác kiểu thôi đúng không? Phải lấy củ cải là ngon. Má ăn chả được không? Má ăn chả được không? Ăn này à? Đô la ăn chả được không con? Hay chỉ ăn được tteokbokki thôi? Dạ được. Được à? Chả thì chắc dễ ăn. Nhưng mà chắc nó bột hơn chả của mình ha. Ừ, nó bột. Nhưng mà mình xem phim thấy nó ăn nhìn ngon dễ sợ luôn á. Người ta nấu, người ta làm ra người ta bán liền Còn mình mua. Thấy không? Tất nhiên coi mùa đông á, ăn xong cái hút cái ly á, trộn bốc khói nhìn đã. Người ta ở tại chỗ 10 cây luôn á. Ở tại chỗ đó người ta làm, có chỗ người ta làm người ta bán nấu nấu gì là có đậu hũ tư. Ở bển là đông đá. Xong rồi về đây rã ra nấu nấu xong bỏ ra. Rồi thôi, kết thúc video đây. Hẹn gặp lại cô chú ở video tiếp theo nha. Chứ ở bản là mì mèo là tấm nhiên cũng gần sạch hết mâm rồi đó. Mày cũ ăn được không? Được. Mày coi gì? Ăn thêm chút.